với tinh thần vì nhân dân phục vụ, ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, không kể ngày đêm hay những dịp lễ Tết, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ở các cơ sở cách ly tập trung vẫn miệt mài phục vụ chăm sóc cho công dân cách ly như chính người thân của mình. Đúng 21 giờ, chúng tôi có mặt tại cơ sở cách ly y tế trường cao đẳng cộng đồng cơ sở 1 khi chuyến xe đang chở các công dân trở về từ Lào. Tại đây, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Bước xuống xe, các công dân được cán bộ chiến sĩ và y bác sĩ đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm, bố trí nơi ăn ở. Hầu hết, các công dân là người lao động trở về để đón Tết Tân Sửu và hết hợp đồng lao động. Từ khi xuất hiện dịch COVID-19, khi có công dân về nước là cán bộ chiến sĩ lại tất bật đón các công dân từ cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, đưa về cơ sở cách ly. Trở về nước được cán bộ về chiến sĩ cửa khẩu đưa đón chúng tôi vào khu vực cách ly và bố trí nơi ăn ở đàng hoàng. Tôi cảm thấy là ấm cúng và cán bộ chiến sĩ rất nhiệt tình tạo điều kiện cho chúng tôi được cách ly tốt, từ ăn uống ở và các anh rất là nhiệt tình, xứng đáng là bộ đội cụ Hồ. Những ngày phục vụ công dân ở các cơ sở cách ly tập trung, mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Có người trực tiếp phục vụ trong khu cách ly, có người không trực tiếp. Nhưng tất cả đều vì nhân dân phục vụ. Thậm chí, có những cán bộ chiến sĩ phải liên tục thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly. Hết đợt tiếp nhận này, đến đợt tiếp nhận khác. Hoàn toàn tách biệt với gia đình, người thân. Bản thân vẫn biết có khả năng lây bệnh nếu người về từ vùng dịch dương tính với COVID-19, nhưng vẫn kiên định lập trường, không dao động trước khó khăn, xác định rõ tư tưởng phục vụ chăm sóc cho công dân cách ly như chính người thân trong gia đình mình. Những ngày qua tôi cũng như nhiều người tự hào trở về những được sự chăm sóc và nhiệt tình từ các cán bộ chiến sĩ. Cuộc sống chúng tôi tại khu cách ly rất tốt. Tôi có bầu 5 tháng rưỡi, nhờ các anh bác sĩ chăm sóc hàng ngày, đi khám nhật độ với khám thai hàng ngày bình thường. Các bữa ăn luôn luôn được thay đổi để hợp khẩu vị. Người già, trẻ em được chăm sóc đặc biệt chu đáo. Đời sống tinh thần cũng rất đảm bảo. Chúng tôi được tuyên truyền các phòng chống dịch. Xác định nhiệm vụ phòng chống COVID là nhiệm vụ nặng nề. Sau khi được Bộ Chỉ huy sự tỉnh giao về chỉ huy khu cách ly, chúng tôi đã tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các công dân ở nước ngoài về cách ly tập trung. Trong những ngày qua, mặc dù là giờ nghỉ, ngày lễ, nhưng cán bộ chiến sĩ quyết tâm làm hết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phục vụ bà con ăn, nghỉ, sinh hoạt và vui chơi ở khu cách ly tập trung, bảo đảm cho bà con trở về giống như sống ở gia đình của mình, góp phần cùng với lực lượng vũ trang tỉnh và tỉnh Kon Tum cũng như cả nước đẩy lùi dịch COVID-19. Chống dịch như chống giặc, mỗi cán bộ chiến sĩ ở các cơ sở cách ly luôn coi đây là nhiệm vụ cao cả của người lính giữa thời bình. Các anh sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân của mình, không so tính thiệt hơn, lặng lẽ cống hiến trên trận tuyến không tiếng súng. Những việc làm của các anh đã để lại trong lòng người dân, nhất là những công dân về cách ly tập trung, những tình cảm sâu đậm, tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.